បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង video រៀន Microsoft Excel 2010 ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក វិធីសាស្ត្រ 1 ស្តី ពី saving នៅក្នុង Microsoft Excel 2010 អញ្ចឹង ដើម្បី ចាប់ផ្ដើម ចូលទៅក្នុង ចំណុច start ចូល start ហើយ ចុចទៅរកពាក្យ Excel 2010 ចឹងលោកអ្នករៀបចំ edit cell adjust column adjust row insert column insert row adjust text កែសម្រួលអត្ថបទ do font đồ phấn hay đồ tùm hôm phấn nè tức là phấn hay ạch chà huy á ạch chà tức là tích hay đặt background bố đã súng format cell nè mê riêng chắc đây là cái nhóm bạn bằng hai cả bị một món right click select format cell nhầm đặt border select border máu hay nhầm đặt border nó là cái toàn này hay là tôi và tôi và ok máu là tôi cũng muối nè rồi hai lượng nè cho tới sale nè cái này nhầm hai bị lượng nè អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាទុកអត្តបទនឹងឯកសាររបស់យើងនេះយើងចុចចូល file បន្តពីចូល file វាចេញ text ជួចអញ្ចឹងលោកអ្នកចុចសេវទៅបងសេវក៏បានសេវអាក៏បានអញ្ចឹងសេវបើមានជាអត្តបទយើងចាស់វាលំបាកតែបើសេវអាស់វាមានន័យថាយើងមានអត្តបទចាស់នៅពេលដែលយើងសេវម្ដងទៀតវាអត់ជាន់ទៅលើអត្តបទចាស់ហើយយើងដូចឈ្មោះមកអញ្ចឹងយើងចុចចូល save អាស់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក workbook ដំបូងនេះនៅពេលដែលយើងសេវពេលបើក workbook ហើយយើងសេវដំបូងបំផុតសេវនឹងមានន័យថាសេវអាសេវអាសនឹងសេវដូចគ្នាតែនៅពេលដែលលោកអ្នកបើក workbook ឬក៏ excel ចាស់ដែលធ្លាប់បានប្រើហើយយីហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកយកមកកែ edit ហើយរួចរាល់លោកអ្នកសេវមានន័យថាហ្វាល់ដែលលោកអ្នកប្រើវានឹងទៅរីប្លេសទៅលើអាចារ្យបន្ទាប់ពីយើងកែហើយអញ្ចឹងបើលោកអ្នកប្រើសេវអាចមានន័យថាលោកអ្នកបង្កើតទៅលើហ្វាល់ថ្មីអញ្ចឹងហ្វាល់ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាហើយយើងអាប់ដេតនៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកបើកហ្វាល់ចាស់គួរតែរក្សាគួរតែប្រើពាក្យថា save ហើយរកតែដាក់នៅទីតាំងកន្លែងណាដែលលោកអ្នកចង់បានដូចជាដាក់នៅក្នុងដក្យូមិនឬក៏ដាក់នៅក្នុង ចំណុចនៃ driver ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុង scholar ចូលក្នុង youtube ចូលក្នុង microsoft office ហើយចូលទៅក្នុង excel បាទ testing save រួចរាល់ជាការស្រេចមួយទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកដាច់មិនបានសេវឬក៏វាមានរយៈពេល1គឺវាមានលក្ខណៈ1ពិសេសសម្រាប់អាហ្វី2010គឺមានអូតូសេវអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានដើម្បីសិនជាលោកអ្នកដាច់ភ្លើងឬក៏អស់ថ្មទៅលើ laptop របស់លោកអ្នកហើយអាចបានសេវនៅពេលរយៈពេល1វានឹងអូតូសេវអូតូសេវនៅពេលដែលយើងបើកមកវានឹងឃើញទៅលើប៊ូតុងនៃអូតូសេវឬក៏បើអត់មានទេលោកអ្នកចូលទៅលើហ្វាល់រួចចូល info ហើយចុចមើលមិនិច version អញ្ចឹងក្នុងករណីដែរលោកអ្នកមានវានឹងចេញអក្សរហ្វាល់ឬក៏ workbook ទាំងឡាយណាដែលអត់ទាន់បានសេវវាចេញអូតូឡើងហ្នឹងវាអូតូសេវអញ្ចឹងយើងចុច recover and save workbook អញ្ចឹងពេលនោះលោកអ្នកនឹង
tụi bạn workbook lục nhẹ lang vĩnh rồi có ai cả xa để lục nhẹ mà toàn thưa hai giờ về mà bốn trăm màu mà màu pi màu bảy màu rồi có mặt ngay thưa hai ở bàn xíu viên đang để xa tụi ai lục nhẹ chẳng mình chậm bạch bà rộng thì còn tại nơi ca đại dương u thọ đàm mùi vị này tin đại dương vai hay về đại phương biết phliếm à mà vị này tin nó cứ mình ai sale bán này vì ai sale giá pe trầm sam sập vị này tin từ mùi này tin từ bia để xa bà ô tô sale ở dương chẳng lúc này à chồ mà rộp này còn mình là chính version trăng mình là chính version lúc này cho trăng chậm lại nâng máu khơi recover and sale workbook lúc này à chồ vị thị sản với tiền start đây nâng ó chạy xe mà nâng bị rắn chẳng rắn thì chẳng tiền đi ấy dừng bằng tam bị thị sản đi các bạn vài bị Excel mà in thở dừng tập bằng file open file existing open file existing tờ rõ tí tăng file đây khi nhóm bàn xe của bạn mình nơi khả năng YouTube nơi khả năng Microsoft Office Word sẽ ở khả năng file for office vì bọn đó phải nâng test bank này test saving open Open existing. Mỗi tiết lúc này ai cho tất nông phá bằng hai bị stack back view, back stack view hay cho recently lúc này khởi phá lại tập tại bạc hay tập tại bật chắc lúc này ai cho trong dụng lực nâng phá nâng bạc tại đó các bạn và chỉ nghĩa chỉ càng nghĩa và ở cuốn trang xâm rạp ca tam nam tu sân án ở video xong complete cho subscribe nè đầm bay từ tu ban video thamay đợt tay tiết đã tâu cho mỗi nâng ca sắc xa riêng số cho mỗi nâng channel kiếm bạc ba số mọc cùng.